Xin chào các bạn, mình là Ngọc Hoa, là người quản lý trang siêu thị trực tuyến KoreaShop 24 giờ. Và hôm nay Ngọc Hoa sẽ trả lời cho các bạn nghe câu hỏi mà rất nhiều người đã hỏi Ngọc Hoa, đấy là nấm thượng hoàng thì có tác dụng gì đối với những bệnh nhân bị ung thư? Đầu tiên thì trước khi trả lời câu hỏi thì Ngọc Hoa sẽ giới thiệu cho các bạn sản phẩm của chúng ta. Đây chính là sản phẩm nấm thượng hoàng của Hàn Quốc. Các bạn có thể nhìn rõ cái hộp nấm và cây nấm ạ. Bây giờ thì Ngọc Hoa sẽ trả lời cho các bạn nghe câu hỏi nấm thượng hoàng thì có tác dụng gì đối với bệnh nhân bị ung thư. Hiện nay thì khoa học đã chứng minh nấm thượng hoàng rất tốt đối với những bệnh nhân bị ung thư vú ở phụ nữ. Đặc biệt thì nấm thượng hoàng có tác dụng mạnh mẽ trong việc ngăn ngừa sự phát triển của tế bào ung thư đối với các bệnh nhân ung thư. Đồng thời thì nó sẽ làm giảm quá trình tái phát ung thư sau khi phẫu thuật. Như các bạn cũng đã biết, khi mà chúng ta biết tin mình bị ung thư thì các bác sĩ sẽ yêu cầu chúng ta phải cắt bỏ các khối hạch, các khối u, đúng không ạ? Sau đó sẽ là quá trình xạ trị và hóa trị, điều trị để triệt các cái tế bào ung thư tận gốc. Thế nhưng mà thực tế thì không phải là cứ phẫu thuật và xạ trị hóa trị xong thì chúng ta lại khỏi ung thư, mà nhiều người thì vẫn bị tái phát. Đấy là một điều rất là đáng buồn. Nhưng đối với những ai mà sau khi phẫu thuật xong chúng ta sử dụng thêm nấm thượng hoàng thì nó sẽ làm giảm tỷ lệ tái phát ung thư sau khi phẫu thuật. Và nấm thượng hoàng thì đã được chứng minh là nó có khả năng loại bỏ các khối u trên da, các tế bào ung thư phổi và ung thư tiền liệt tuyến. Vâng, đối với chúng ta thì khi mà chúng ta chữa một căn bệnh nào đó thì luôn luôn lo lắng rằng mình chữa bệnh này thì sẽ ảnh hưởng đến cơ quan khác, đúng không ạ? Vâng, nhưng mà khi chúng ta sử dụng cái nấm thượng hoàng để chữa cái căn bệnh ung thư của mình thì đặc biệt là nó ngoài việc kìm hãm sự phát triển của tế bào ung thư thì nó lại không làm tổn hại đến các cơ quan khác, nên là nó giúp cho chúng ta, cơ thể chúng ta vẫn khỏe mạnh. Đấy, nó không làm suy yếu các cơ quan khác nên là chúng ta sẽ khỏe mạnh hơn. Đặc biệt là các bác sĩ và các nhà khoa học ở Đại học Trung Nam Hàn Quốc cũng đã đưa ra con số là nấm thượng hoàng có khả năng chống lại căn bệnh ung thư tới 96,7%. Đó là một con số đáng kể, đúng không ạ? Ngoài việc chống lại cái căn bệnh ung thư đấy, ngăn ngừa sự phát triển của các tế bào ung thư thì nó còn phản sinh ra các cái phản ứng sinh học có lợi cho việc điều trị ung thư. Nó giúp loại bỏ các độc tố của trong cơ thể chúng ta trong quá trình xạ trị và hóa trị. Đặc biệt, một điều đặc biệt hơn nữa đấy là khi chúng ta sử dụng nấm thượng hoàng, nó sẽ tăng cường sức đề kháng của chúng ta và chống lại các loại virus tấn công. Các bạn cũng biết là 60% những người tử vong bị bởi ung thư đều là do nhiễm trùng thứ cấp. Chính vì vậy khi nó tăng sức đề kháng và chống lại cái sự tấn công của virus nên nó sẽ làm giảm nhiễm trùng thứ cấp, là một trong những nguyên nhân chính gây nên tử vong ở những bệnh nhân ung thư. Chính vì vậy nó sẽ tăng cường sự phát triển, tăng cường cái sức đề kháng, sức miễn dịch của chúng ta. Nó tăng cường tất cả các chức năng trong cơ thể. Chính vì vậy nó sẽ duy trì sự sống lâu hơn, nó sẽ phục hồi các chức năng trong cơ thể. Vâng, đó là tất cả câu trả lời của Ngọc Hoa dành cho những khách hàng mà hay hỏi Ngọc Hoa, đấy là nấm thượng hoàng thì có tác dụng gì đối với các bệnh nhân bị ung thư. Ngoài ra các bạn muốn tìm hiểu thêm thông tin chi tiết về nấm thượng hoàng, các bạn có thể kéo xuống phần dưới, phần mô tả. Ngọc Hoa có để một cái đường link của sản phẩm nấm thượng hoàng ở đó. Các bạn có thể đọc rất nhiều thông tin về nấm thượng hoàng, hoặc là các bạn có thể truy cập ngay vào phần chat online của trang siêu thị trực tuyến koreashop24h.com, hoặc là gọi điện theo số hotline 0904 886428 của chúng tôi. Chúng tôi sẽ tư vấn cho các bạn cụ thể những thông tin chi tiết về tác dụng cũng như là cách hướng dẫn sử dụng nấm thượng hoàng sao cho tốt nhất để bảo vệ cũng như là cải thiện sức khỏe của bạn hay chính gia đình bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn ở video sau.